Cuộc đời những nghệ sĩ ưu tú từ chối danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, cuộc đời họ ra sao? Theo quy định, để được xét tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ phải hoạt động nghệ thuật liên tục hoặc cộng dồn theo số năm nhất định, 20 năm với nghệ sĩ nhân dân, 15 năm với nghệ sĩ ưu tú, và có được một số giải thưởng vàng, bạc, quy đổi phù hợp với từng danh hiệu tại các giải thưởng chuyên nghiệp, các hội diễn toàn quốc. Ngoài ra, một trong những tiêu chí của nghệ sĩ nhân dân tính từ khi được phong tặng nghệ sĩ ưu tú là cá nhân phải đoạt 2 giải vàng quốc gia, có nhiều thành tích và cống hiến nổi bật xuất sắc. Tuy nhiên, những tiêu chí về số lượng giải thưởng, huy chương, thâm niên lâu nay luôn bị cho là làm khó chính các nghệ sĩ. Bởi thực tế, có những nghệ sĩ chăm chỉ đi thi, giành huy chương chỉ với mục đích được xét tặng danh hiệu và trở thành nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân rất nhanh. Nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu năm nhưng không có, hoặc ít, huy chương. Nếu xét theo quy định số lượng huy chương, những nghệ sĩ này không bao giờ được phong tặng danh hiệu, ngay cả khi họ thực sự tài năng. Nghệ sĩ chèo Xuân Hinh, quá khứ buôn đồng nát, nay tài sản khủng và bà vợ nhiều tiền. Sau tấm màn nhung với những vai diễn có hoàn cảnh éo le, nghèo khổ trên sân khấu, Xuân Hinh lại có khối tài sản khủng và gia đình hạnh phúc, khiến nhiều đàn em trong nghề như Xuân Bắc, Tự Long phải kính nể. Từ tuổi thơ gom đồng nát đến sự nghiệp rực rỡ của vua hài đất Bắc, Bùi Xuân Hinh, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1960, là nam nghệ sĩ hài Việt Nam đa tài, có thể hát chèo, sẩm, quan họ, cải lương, chầu văn, nhạc các loại. Bên cạnh đó, ông còn được giới báo chí cũng như đồng nghiệp gọi là vua hề chèo nói riêng và vua hài đất Bắc nói chung. Nhưng ông chỉ thích được khán giả gọi với cái tên thân thuộc, Xuân Hinh, kẻ chọc cười dân dã. Sinh ra trong cái nôi quan họ Bắc Ninh, Xuân Hinh có bố làm nghề giáo, còn mẹ lo việc gia đình đồng áng. Ông là con trưởng trong gia đình đông con với 5 trai 2 gái, nên từ nhỏ, những việc từ trông em đến nấu cơm, trồng rau, bắt cua, cất vó, thu mua đồng nát, ông đều nếm trải hết. Tuy nghèo về vật chất, nhưng cái xóm hồi xưa mà gia đình Xuân Hinh sống trong ký ức của ông không bao giờ nghèo về tinh thần, khi lúc nào cũng có tiếng nhạc, tiếng hát. Chính vì thế mà việc ông nghĩ mình trở thành một nghệ sĩ có lẽ cũng từ những tiếng hát, tiếng nhạc đã ngấm sâu vào máu đó. Nó ăn sâu vào tiềm thức những đứa trẻ như ông cho đến khi lớn lên. Xuân Hinh tâm sự: học hết lớp 7, khi đoàn quan họ về xã tuyển, tôi ngây ngô và háo hức cùng mấy đứa bạn đi thi. Ban đầu nghĩ thi cho vui, ai ngờ lại trúng. Niềm vui khôn xiết khi tôi được đưa lên đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, vừa được học văn hóa, vừa học nghệ thuật và tham gia biểu diễn. Năm 1983, Xuân Hinh lại thích bộ môn nghệ thuật chèo, dù đã có hơn 6 năm gắn bó với đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh. Và rồi chính Xuân Hinh cũng không ngờ mình lại trúng tuyển vào trường sân khấu điện ảnh Hà Nội khi liều mình đăng ký thi. Từ đó đến bây giờ, Xuân Hinh theo đuổi và gắn bó với niềm đam mê thứ hai sau khi rời mảnh đất quan họ lên Hà Nội. Học đại học xong, tôi được giữ lại trường làm giảng viên. Cũng chưa biết đi đâu về đâu, nên tôi đồng ý. Nhưng chỉ một năm sau đó, tôi thấy mình thuộc về sân khấu biểu diễn, chỉ đứng trên giảng đường có vẻ như không hợp với tôi. Tôi viết đơn xin nghỉ dạy và chuyển về nhà hát chèo Hà Nội, Xuân Hinh cho biết. Trong hơn 40 năm qua, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh được biết đến là một trong những nghệ sĩ chèo kiêm danh hài nổi danh và tài năng hiếm thấy. Nhắc đến Xuân Hinh, người ta nghĩ đến ngay anh Cu Sứt trong tiết mục chèo cùng tên, anh Phu Xe trong Người Ngựa, Ngựa Người, Lý Tuét trong Lý Tuét Sự Kiện, hay Tùng trong Tùng Lò Gạch. Ông cũng thành công với không ít lần giả gái, hóa thân thành các nhân vật nữ tiêu biểu của sân khấu chèo như Súy Vân giả dại, Thị Kính đa đoan, đến Cô Mầu lẳng lơ. Sở hữu nhiều vở diễn sân khấu ấn tượng, giàu giá trị nghệ thuật và sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, ông được công chúng ưu ái mệnh danh là vua hài đất Bắc. Khán giả và đồng nghiệp nể phục Xuân Hinh ở chỗ tài năng diễn xuất của ông đã đạt tới một trình độ cao cấp,
hòa quyện tinh tế giữa ca hát, múa, diễn xướng ngôn từ. Chính vì thế mà mỗi lần ông xuất hiện là khán giả rất quan tâm, đặc biệt cũng xuất phát từ việc ông ít khi lên truyền hình. Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Có thể thấy, ông đã xây dựng cho mình một phong cách riêng, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Ông từng được vinh danh, trao tặng giải thưởng về việc sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống Việt Nam vào năm 2013. Tài sản khủng của Xuân Hinh sau hàng chục năm làm nghề. Cát xê của Xuân Hinh cũng thuộc hàng cao ngất ngường bởi ông là một nghệ sĩ được khán giả vô cùng yêu thích. Xuân Hinh thường lồng ghép chèo vào hài. Những đĩa hài của Xuân Hinh lúc nào cũng hot, làm mưa làm gió, một thời. Chính vì thế một số nhà sản xuất tiết lộ rằng trong làng hài phía Bắc, ông là người có cát xê đóng hài Tết cao nhất. Nghệ sĩ Xuân Bắc từng bày tỏ sự ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị với người đàn anh của mình. Toàn bộ tiền thu mỗi chương trình là 10 tỷ, thì riêng Xuân Hinh phải nhận được là 8. Tôi cũng đệm là Xuân, mà sao có lúc phải thốt lên rằng người ta như gió như diều, mình như con ốc sớm chiều bò lên. Số đất đai Xuân Hinh sở hữu cũng gây tò mò khi giới nghệ sĩ vẫn thường dì tai nhau về khối tài sản khủng này. Thế nhưng, ông luôn hóm hỉnh nói rằng đã chia sẵn gia tài cho hai con, nên giờ chỉ là kẻ tay trắng, dường như không thừa nhận và cũng chẳng phủ nhận khi nói về điều này. Gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh hiện đang sống tại căn nhà ở con phố đắt đỏ Hàng Bông, Hà Nội. Cách đây vài năm, căn nhà này được nam nghệ sĩ mua với giá mà dư luận đồn thổi rằng lên tới vài chục tỷ đồng, có thiết kế sang trọng nhưng mang đậm nét truyền thống. Ở quê nhà Bắc Ninh, Xuân Hinh còn có căn nhà gỗ có giá trị liên thành, được thiết kế theo truyền thống vùng làng quê Bắc Bộ. Nam nghệ sĩ thường về nơi này để thư giãn, nghỉ ngơi, cũng như mời bạn bè thân thiết đến tụ tập, hàn huyên. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh còn có hứng thú đặc biệt với những chiếc kính hàng hiệu đắt đỏ, dù làm bạn với nhiều nghệ sĩ có đam mê chơi xe, hay như Hoài Linh có sở thích sưu tập kim cương. Chân dung bà vợ nhiều tiền khiến Xuân Hinh phải nhịn để ấm êm cửa nhà. Xuân Hinh còn được hâm mộ bởi có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con cái giỏi giang, bên cạnh sự nghiệp được cả khán giả và đồng nghiệp ghi nhận về tài năng. Cho đến bây giờ, Xuân Hinh vẫn không hiểu thế nào mà một gái phố cổ như vợ ông lại mê cái lão nghệ sĩ nghèo kiết xác. Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến vợ, ông đều rất tự hào khẳng định: bà này không cần tiền, bà ấy chỉ cần chồng cần con thôi, chứ không cần tiền. Khi lấy nhau tôi là Việt Kiều Bắc Ninh, còn bà ấy là Hà Nội gốc mà, bà ấy thiếu gì tiền. Được biết, vợ Xuân Hinh chấp nhận cả những cơn điên nghề của ông khi 2-3 giờ sáng vẫn tập tành, dựng vở để chồng thỏa chí tăng bồng, còn mình thì lo toan mọi việc trong nhà. Một phần cũng do ông biết nhịn, nên gia đình mới thuyền xuôi một bến, nước chảy một dòng. Mình nhịn là êm ấm cửa nhà, bà ấy giận bỏ đi đâu thì ai nấu cho ăn, thuê người giúp việc thì tốn kém lắm. Nghệ sĩ hài hước khoe về gia đình hạnh phúc. Hai con của Xuân Hinh đều có năng khiếu nghệ thuật, nhưng ông không ép các con theo nghiệp của bố, nên nhà cửa lúc nào cũng thoải mái và vui như Tết. Tôi tôn trọng sở thích của con, ép chúng sao được, chúng thích gì thì làm đó. Nếu con thích vào đại học thì tôi cho học, còn nếu làm nghề khác tôi cũng đồng ý, Xuân Hinh khẳng định. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, người đàn bà vẹn tài sắc và nỗi chuyên chuyên hai đời chồng. Thanh Quý, tên thật là Vũ Thị Quý, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1958 tại Hà Nội. Là một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Việt Nam, bà được biết đến nhờ những vai diễn có số phận éo le, phải đối mặt với sự lựa chọn ngang trái cũng như người phụ nữ có tính cách ngang ngạnh, sắt đá. Từng đoạt bông sen vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1985 và với những đóng góp cho nền điện ảnh trong nước từ lúc khởi nghiệp chỉ mới 18 tuổi, Thanh Quý đã được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Thanh Quý sinh ra và lớn lên tại làng Bưởi, nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội, trong một gia đình đông anh chị em. Thuở nhỏ, bà ham mê đọc sách và mơ ước trở thành một thủ thư hoặc làm nghề địa chất,
để được ngao du khắp chốn. Trường cấp 3 nơi bà từng theo học chỉ cách trường Trung học Điện ảnh Việt Nam không xa. Nhờ vậy, ngày nào đến lớp, bà cũng có cơ hội đi ngang qua đây. Đầu năm 1973, bà cùng chị gái đi ngang qua trường và tình cờ được một đạo diễn phát hiện ra vẻ đẹp trong sáng của một cô gái tuổi 15. Thanh Quý đỗ vòng thi tuyển và được đưa vào danh sách lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 năm 1973 đến năm 1977 cùng với một số diễn viên tên tuổi sau này như các nghệ sĩ ưu tú Phương Thanh, Minh Châu, Diệu Thuần. Mặc dù là người trẻ tuổi nhất nhưng nhờ vẻ đẹp nổi bật, bà đã được chọn đóng vai chính sớm nhất so với các bạn cùng khóa. Vừa nhập học, bà đã được đạo diễn Khắc Lợi mời tham gia phim Hai Người Mẹ. Tuy nhiên, sự non nớt về diễn xuất buộc Thanh Quý phải nhường vai cho người khác. Sau thất bại đó, bà buồn chán đến mức có lúc đã nghĩ đến cái chết. Sự nghiệp điện ảnh của Thanh Quý bắt đầu năm 1976 khi mới 18 tuổi và còn đang học năm thứ 3. Với diễn xuất trong Chuyến xe bão táp do Trần Vũ làm đạo diễn, bà thủ vai Vân, một cô gái thanh niên xung phong đấu tranh với những hành vi tiêu cực như lối cư xử cửa quyền của chị bán vé, cách trả đũa hành khách của anh tài xế đã lắc xe một cách điên đảo khi bị phản đối vì anh tự ý nhét thêm khách kiếm lời. Thanh Quý từng nhắc đến những ngày làm việc vất vả ở Vinh, cả đoàn làm phim tìm những đoạn đường nhiều ổ gà nhất để quay cho hiệu quả. Một năm sau, bà tiếp tục đóng vai nhân vật Vân trong Những Người Đã Gặp. Bộ phim có thể xem là phần 2 của Chuyến xe bão táp. Khác với phong cách phóng sự ở Chuyến xe bão táp, Những Người Đã Gặp thiên về khai thác tâm lý nhân vật một cách tinh tế qua những diễn biến tình cảm của Vân. Nhờ diễn xuất chân thực của Thanh Quý trong cả hai bộ phim đã góp phần làm bật lên những vấn đề bức thiết và tế nhị trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống đời thường của những người lính giải phóng từ cuộc chiến trở về. Bà đã được nhận bằng khen của ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4, tổ chức năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1984, Thanh Quý tham gia bộ phim Tình yêu và khoảng cách của đạo diễn Đức Hoàn. Bà vào vai Ngân Hà, một phụ nữ trẻ đẹp từng có một tình yêu trong sáng với một cựu chiến binh khi anh trở về với những vết thương nặng và xấu xí, nhưng đã thay lòng đổi dạ vào lúc tưởng chừng như hạnh phúc nhất. Được đánh giá là đã tạo cho nhân vật Ngân Hà một cá tính mạnh mẽ, một cách hành xử quyết liệt. Thanh Quý đã nhận giải Bông Sen Vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 7, tổ chức năm 1985. Trong Không Có Đường Chân Trời, năm 1986 của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư, Thanh Quý tiếp tục vào vai một cô gái thanh niên xung phong khác tên Nga, nữ nhân vật duy nhất trong bộ phim Lạc vào rừng sâu. Nữ nhân vật duy nhất trong bộ phim Lạc vào rừng sâu và may mắn gặp một tiểu đội đang tăng gia và tích trữ lương thực. Qua nhân vật Nga, các nhà làm phim đã khai thác một khía cạnh khác trong cuộc sống chiến tranh ác liệt, khía cạnh tình yêu. Từ cuộc tình với một chiến sĩ bộ đội, Nga quyết tâm bảo vệ mầm sống là đứa con trong bụng giữa hoàn cảnh tàn khốc của chiến tranh. Thanh Quý chia sẻ rằng, bà chưa thực sự hài lòng về vai diễn này vì đây là một nhân vật đã được định hình trong văn học. Thể hiện nhân vật sao cho đúng với tác phẩm đã là điều khó, để lại một dấu ấn riêng trên màn ảnh lại càng khó hơn và bà cảm thấy mình chưa làm được điều này. Trong phim Chuyện tình bên dòng sông năm 1992 của đạo diễn Đức Hoàn, Thanh Quý vào vai một người đàn bà bị mất một chân vì bom đạn của Mỹ. Cả gia đình chỉ còn lại hai chị em ở bên cạnh cô em gái do Lê Khanh đóng. Như bông hoa đang rực sắc, số phận nghiệt ngã của người chị gái tật nguyền càng thêm nổi bật. Thế nhưng trong lòng người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân này vẫn còn khát vọng tình yêu, lúc âm ỉ, lúc thì bừng cháy. Thanh Quý từng nhận xét về vai diễn của mình trong bộ phim này. Đấy là phim mà tôi rất ưng ý. Nói về mặt nghề nghiệp, tôi rất thích vai cô chị trong phim. Không xuất hiện nhiều, chỉ điểm xuyết, nhưng là mặt đối lập với vai cô em. Một người sở hữu hạnh phúc mà không biết, cứ đi tìm những cái xa xôi. Một người thèm khát chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà không sao có được. Ở Chuyện tình trong ngõ hẹp, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Thanh Quý tiếp tục thể hiện một số phận đàn bà éo le, đó là một người phụ nữ không chồng nhưng yêu một người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai, dáng vẻ hào hoa do Đơn Dương đóng.
Nhưng trớ trêu ở chỗ, đứa con gái mới lớn của chị cũng run rẩy trước người đàn ông ấy, quyết định hy sinh tình yêu của mình cho đứa con. Các nhân vật của Thanh Quý trong những bộ phim nhựa khác như Cây xương rồng trên cát, đạo diễn Nguyễn Khánh Dư, Ngõ hẹp, đạo diễn Bạch Diệp, Người đàn bà bị săn đuổi, đạo diễn Hoàng Tích Chỉ, Dòng sông cười, đạo diễn Phạm Thanh Phong, cũng đều trải qua những thăng trầm của số phận, cũng đều nếm trải những mất mát và cay đắng của cuộc đời. Từ khi khởi nghiệp năm 1976 đến năm 1992 là khoảng thời gian Thanh Quý hoạt động nhiều nhất. Năm nào cũng có ít nhất một vai diễn trên màn ảnh do bà thủ vai. Từ năm 2000 trở lại đây, Thanh Quý ít đóng phim nhựa mà chủ yếu tham gia diễn xuất các bộ phim truyền hình dài tập. Năm 2000, bà vào vai Lý trong bộ phim dài 13 tập Mùa lá rụng. Đầu năm 2005, Thanh Quý đóng vai bà Vu trong phim truyện Ban mai xanh do Trọng Trinh làm đạo diễn. Trong truyện Phố phường dài 25 tập sản xuất đầu năm 2006 của đạo diễn Phạm Thanh Phong và Nguyễn Danh Dũng, Thanh Quý vào vai bà Hương, một bà mẹ đau đớn và bất lực, luôn tìm đến với rượu để giải sầu khi chứng kiến đứa con trai cả đang tâm xé nát không khí êm đềm của ngôi nhà cổ nơi bà từng sinh sống và sự bình yên của những người bà yêu thương, trong đó có đứa con gái út chẳng may bị mù lòa từ bé. Năm 2007, Thanh Quý tham gia bộ phim Luật đời dài 26 tập của đạo diễn Mai Hồng Phong. Vai diễn mới đây nhất của Thanh Quý trong bộ phim truyền hình Người phán xử năm 2017 là một vai diễn chứa đựng nhiều u uất và buồn tủi. Bà vào vai vợ của một ông trùm xã hội đen, được sống trong nhung lụa nhưng luôn giữ trong mình nhiều nỗi niềm tâm sự bởi từng bị chồng phản bội. Những vai diễn đầy sức nặng đã mang về cho Thanh Quý nhiều giải thưởng danh giá, nhưng bà chưa bao giờ coi đó là thành công. Với bà, giải thưởng hay danh hiệu chẳng quan trọng bằng vai diễn của mình sống bao lâu trong lòng khán giả. Đến nay khi đã về hưu, nghệ sĩ Thanh Quý vẫn nhiệt huyết với nghề. Bà vẫn tham gia mỗi năm vài phim, trong đó có nhiều vai diễn vô cùng ấn tượng. Với một nghệ sĩ như Thanh Quý, điều đó là đủ. Bà chẳng cần có cuộc sống giàu sang, chỉ cần được sống an nhiên, được đến với khán giả. Hai cuộc hôn nhân. Những vai diễn ấn tượng, sự yêu mến của khán giả và ngưỡng mộ của đồng nghiệp không giúp bà có cuộc sống trọn vẹn. Nhưng với bà, cuộc đời là giông bão, nó đến thì nhận và phải bản lĩnh để vượt qua. Mặc dù khán giả vẫn thường nhắc đến Thanh Quý với sự ái ngại vì những biến cố, nhưng bà nghĩ điện ảnh chẳng tước đoạt điều gì của mình, mà ngược lại, đến với điện ảnh, bà được nhiều hơn mất. Thanh Quý có hai đời chồng, nhưng chẳng mấy người biết về cuộc hôn nhân đầu tiên của bà. Với cuộc hôn nhân này, bà dường như khóa chặt trong ngăn kéo và đã vứt chìa đi để không bao giờ còn nhìn đến nó hay nói về nó. Trong một lần hiếm hoi nói về người chồng đầu tiên, bà cũng chỉ hé mở. Đối với người chồng đầu tiên, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn nói chuyện phiếm, vẫn mắng mỏ nhau rất thân tình. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Sự kết đôi của Thanh Quý và họa sĩ Thành Trương nhận được sự tán dương của nhiều người bởi họ là cặp đôi trai tài gái sắc trong làng văn hóa nghệ thuật phía Bắc. Nhưng cuối cùng, sau hơn 20 năm chung sống, cả hai đường ai nấy đi trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Nói về lần đổ vỡ thứ hai, nghệ sĩ Thanh Quý trải lòng. Người ta nói, hậu ly hôn, người ta cần có văn hóa ứng xử với nhau, nhưng không có được. Nhưng không có được văn hóa này thì tôi không muốn liên lạc nữa. Đối với tôi, mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian của cuộc hôn nhân đó giống như tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khi tỉnh dậy, mọi thứ đã bị xóa nhòa và chẳng còn điều gì đọng lại trong đầu tôi nữa. Tôi không thù hận, không căm ghét. Như với tôi, mối quan hệ đó là không có. Những thăng trầm khiến Thanh Quý có thời gian khép mình với báo chí. Chị dường như thu mình lại trong những bức tường đã xây để nghiền ngẫm về những gì đã qua. 10 năm trở lại đây, tôi không trả lời báo chí vì trong khoảng thời gian này, tôi gặp phải một số vấn đề. Không phải vì tôi chảnh đâu, chỉ là trong lúc đang rối bời như thế, tôi sợ rằng mình có thể sẽ diễn đạt không rõ ràng, không thoát ý, khiến mọi người hiểu sai. Thật sự tôi cũng có những sai lầm,
Nhưng trong quan niệm sống của tôi, cái quan trọng nhất là mình biết hướng thiện và luôn cố gắng để trở thành người lương thiện. Tôi nghĩ mình không làm cái gì xấu thì chẳng việc gì phải ngại, phải sợ. Nghệ sĩ Thanh Quý trải lòng. Trải qua hai lần giang dở, nghệ sĩ Thanh Quý sống khép mình hơn xưa. Từng có những bở vai để tựa vào, nhưng đến tuổi xế chiều, chị lại một mình trong nhiều hồi ức. Hài lòng với cuộc sống an nhiên. Sau tất cả, giờ đây, người phụ nữ xinh đẹp tài năng ấy chọn cuộc sống chậm lại để an nhiên. Hàng ngày, công việc của bà là quanh quẩn, chuyện đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa cơm ngon để thiết đãi cháu gái, con gái. Đương nhiên, khi máu nghệ sĩ đã ngấm trong người thì những vai diễn là không thể thiếu. Với bà, cuộc sống thế là đủ đầy, chẳng có gì phải nuối tiếc. Trải qua những biến cố cuộc đời, bà tự ngẫm đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thay vì lãng phí cuộc sống với việc dằn vặt bản thân về những tháng ngày đã qua, bà chọn cuộc sống năng động với đủ việc từ chăm sóc gia đình đến tham gia những bộ phim tâm huyết. Vậy nên, dù đã về hưu, bà vẫn rực rỡ trên màn ảnh với những vai diễn cá tính và nổi bật. Bà chia sẻ, tôi đã có những cảm nhận về sự cô đơn từ khi còn nhỏ, chứ không chỉ ở độ tuổi này. Tôi cảm thấy cô đơn, cô độc và buồn ngay từ ngày còn là cô bé con. Đến tận bây giờ, tôi thấy nỗi cô đơn giống như một người bạn đồng hành với mình vậy. Cũng không cần thiết phải trốn tránh, vì đôi khi sự cô đơn cũng có cái thú vị của nó. Không phải là tôi thích gặm nhấm sự cô độc, mà đơn giản vì mình đã quen với nó. Với tôi, sự cô đơn cũng là một phần tự nhiên như hơi thở, nước uống hàng ngày thôi. Nghệ sĩ Thanh Quý nói rằng, bà hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không ai biết trước mọi chuyện sẽ thế nào, sẽ thay đổi ra sao. Nhưng với bà, cuộc sống của một người độc thân vui vẻ đang rất ổn. Điều tôi quan tâm nhất hiện nay là cuộc sống của con gái và cháu ngoại tôi. Tôi là bờ vai cho con và cháu dựa vào. Nếu một mai tôi mất đi, con và cháu tôi sẽ mất đi chỗ dựa, nghệ sĩ Thanh Quý tâm sự.